Hello tất cả mọi người, tiếp tục với chương trình chia sẻ về nhiều chuyện với mọi người xoay quanh những cái ồn ào trên mạng xã hội mấy ngày nay. Nó xuất phát từ cái phát ngôn của CEO Nguyễn Phàng có nhắc đến tên của ông Thích Minh Tuệ. Sau cái hôm phát ngôn đó, đặc biệt là sau cái ngày 20 tháng 10 talk show cô Hằng đó, thì cái tụi mà trước đây đã tấn công cô Hằng một cách dã man rồi, cũng có thời gian lặn ngụp đó, giờ nó ngồi lên nó kết hợp với mấy đứa mà mới nhào vào đó, nó chửi bới, nó nhục mạ bà Hằng một cách rất là dã man, kinh khủng khiếp luôn mọi người. Nó dùng những cái câu từ rất là cay nghiệt đối với gia đình ta, tục tiểu lắm. Em không thể nào tưởng tượng được những cái câu từ đó từ cái miệng của tụi nó nói ra. Mà mấy cái đứa này là mấy cái đứa nhân danh là bảo vệ ông Thích Minh Tuệ nha. Nó ngưỡng mộ ông Thích Minh Tuệ, nó bảo là nó học được rất là nhiều thứ tốt đẹp từ ông Thích Minh Tuệ đó. Mà cuối cùng là nó lên nó chửi cỡ đó đó, không biết nó học được cái gì mà nó chửi cỡ đó đó. Mà mấy đứa này nó chửi là em thề em không phân biệt được đứa nào có học, đứa nào thất học luôn. Trời, nó chửi y chang nhau, lấy gì mọi người phân biệt được đứa nào có học, đứa nào thất học. Trong đó cũng có một vài cái kênh YouTube mà ở cộng đồng YouTube á, ở trên cộng đồng YouTube họ cũng có tiếng nói đó, cũng là dạng kênh lớn đó, mà cũng lên mạt sát, cũng lên nhục mạ, cũng lên chụp mũ người ta bất chấp, không có lý lẽ, không có một cái đúng sai gì cả đó. Thì anh em YouTuber cũng đã có phản ứng lại với những cái kênh này rồi. Thì mọi người nghĩ đi, tâm điểm của những cái kênh này bị YouTuber bên ủng hộ bà Hằng phản ứng, thì mọi người nghĩ bên bà Hằng có xem, có nghe được không? Em nghĩ là chắc có nghe, có xem được đó. Không chừng bây giờ ekip pháp lý bà đang lập vi bằng đó, bà không chừng nữa đó. Mấy thứ này nó mới mệt đó. Lập vi bằng mà không biết luôn nó mới mệt ha. Mọi người nhớ đi, cái ngày 20 tháng 10 cô Hằng cũng đã nói ở trên cái buổi giao lưu rồi. Cô Hằng bảo là từ đây về sau, từ cái hôm đó về sau cô Hằng sẽ không lên tranh luận với những ai mà tấn công cô Hằng ở trên mạng xã hội nữa. Có nghĩa là không xuất hiện trên mạng xã hội nữa, mà cô Hằng chỉ nghe ngóng ai mà xúc phạm, ai mà chửi bới thì sẽ lập vi bằng gửi cơ quan chức năng. Em nghĩ cái chiêu này nó mới độc. Tại vì sao đọc? Khi mà bà Hằng không nói gì, lấy gì tụi nó biết bà Hằng bà đang đi bước nào mà tụi nó đối phó. Đó, bà Hằng cứ im lặng như đó tới khi mà nó bị triệu tập lên nó mới vui. Đó, giống như Lan bây giờ lên tranh luận Lan rồi Lan biết bà Hằng đi tới cái bước nào rồi Lan đối phó là sao. Đó, giờ tự nhiên khơi khơi triệu tập Lan lên có công việc làm cái đó, biết ha, vậy nói đó thôi. Nói nhiều quá mất công ai Lan lên Lan nói là vu khống Lan nữa. Cứ nhắc tới tên Lan là Lan cho vu khống hết đó nha. Chứ Lan vu khống bà Hằng bữa giờ thì không có phải vu khống đâu. Ừ, nói vậy đó. Rồi ok, bỏ qua vấn đề đi. Bây giờ mình quay lại câu chuyện chính hôm nay muốn chia sẻ với mọi người. Từ cái ồn ào này đó thì mọi người mới thấy cả hai bên luôn nha, cả bên mà nó nhân danh nó ủng hộ bà Hằng, nó bảo vệ bà Hằng, chứ tới cái bên mà nhân danh ủng hộ bảo vệ ông Tuệ luôn, cả hai bên luôn đều có những đối tượng nó lăn len lỏi, nó trà trộn vào để nó kích động hai bên chửi bới sụp trời đất với nhau, tấn công với nhau. Chứ thật ra cũng đâu phải là tụi nó yêu thương hay là tụi nó ủng hộ thiệt đâu, tụi nó giả bộ trà trộn vào để kích động chửi bới nhau thôi. Mọi người rất là cẩn thận cái lời kích động sách động này của tụi nó nha, để chi, để tụi nó âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Và đâu đó mọi người cũng thấy là nó có cái âm mưu là xung đột tôn giáo trong đó nữa, xung đột sắc tộc trong đó nữa. Và cái điều này nó thể hiện rất là rõ trong cái thời điểm mà giải tán cái đoàn người của ông Minh Tuệ ở Huế. Sau cái hôm mà giải tán đó thì qua ngày hôm sau tụi nó la làng lên là ông Minh Tuệ bị cơ quan chức năng thủ tiêu ở trong rừng. Trời trời, cái chuyện khó vậy mà nó cũng suy nghĩ ra được luôn, em cũng sợ tụi nó luôn. Rồi á, cơ quan chức năng đâu có cần trả lời đâu, tầm 1-2 ngày sau đó VTV người ta lên một cái bài phỏng vấn giống như là cái câu trả lời tạt thẳng vào mặt tụi nó đó, thì tụi nó lại bảo đó là cái hình ảnh cắt ghép. Mọi người thấy kiểu nào tụi nó cũng nói được không? Cho nên ở đây cơ quan chức năng người ta mới lên những cái bài báo, đặc biệt là báo ngành công an, người ta đã cảnh tỉnh mọi người nên cẩn trọng hơn, nên tỉnh táo hơn trong những cái lời kích động của tụi này. Người ta đã lên hẳn một cái bài viết có cái tiêu đề là đằng sau hiện tượng Thích Minh Tuệ, cũng như là nhận diện những cái âm mưu lợi dụng hiện tượng ông Thích Minh Tuệ mà, chứ phải không có đâu. Mọi người đọc mọi người phải hiểu chứ, đúng không? Ở Việt Nam người ta cho mọi người được cái quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do tôn sùng, tự do thần tượng một ai đó, nhưng mà đừng có bị cuồng tín rồi bị nó dẫn đi một vòng không biết đường đi ra nha. Có rất là nhiều người đến thời điểm này em thấy vẫn còn bị tụi nó dẫn đi, không biết đường đi ra, không biết đường thoát luôn á. Nó dựng lên hình tượng của một vị sư bộ hành khắc thực là chuẩn mực trong cái việc mà tu hành gọi là chánh pháp, và nó định hướng cho mọi người nhìn nhận những cái vị sư tu trong chùa không phải là chánh pháp. Nó lấy một vài cái cá nhân cá biệt ra để nó đánh đồng cho tất cả các nhà sư ở Việt Nam là điều này hoàn toàn sai. Và trong cái bài viết em chỉ giới thiệu thôi, mọi người rảnh thì mọi người lên đọc đi, chứ em không có thời gian để em đọc. Nó dài quá, đọc nữa cái chắc tới sáng luôn chưa xong cái bài viết. Thì ở trên cái tạp chí Cộng sản á, được phát hành cái bài viết này vào lúc 9:56 ngày 21 tháng 10, là sau cái talk show cô Hằng một ngày đó. Người ta có cái tiêu đề là nhận diện, phản bác, luận điệu xuyên tạc chống phá chính sách
do tính tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam qua một số hiện tượng mạng liên quan đến tôn giáo. Và trong đây người ta viết rất là sâu sắc xoay quanh cái hiện tượng ông Thích Minh Toại mà bị cái tụi âm mưu thù địch đó, nó lấy cái hiện tượng này nó xây dựng hình ảnh ông lên và nó xách động kích động mọi người định hướng theo ý của nó đó. Thì mọi người cứ vào đọc đi nha. Ở trong đây người ta cũng có nói đó, cái việc mà phản bác lại với những cái luận điệu xuyên tạc sai trái cũng là góp phần giúp cho cộng đồng trong nước và ngoài nước hiểu rõ hơn cái chính sách của đảng, của nhà nước Việt Nam về cái việc tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam đó. Thì mọi người vào đọc đi, nó hay lắm mọi người ơi, viết rất là sâu sắc luôn, đọc để mình giác ngộ tí xíu nha. Rồi em chỉ chia sẻ thôi, ai có rảnh thì cứ lên trên tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, là tạp chí chính thống nha của Đảng Cộng sản Việt Nam nha, có cái tiêu đề là nhận diện và phản bác luận điệu xuyên tạc chống phá chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam qua một số hiện tượng mạng liên quan đến tôn giáo. Rồi tiêu đề là nó vậy đó, mọi người cứ lên tìm đọc nha, em chỉ giới thiệu vậy thôi. Bây giờ em quay lại với câu chuyện hôm nay muốn chia sẻ với mọi người, là từ cái ồn ào này thì nó có nhiều cái vấn đề nó đẻ ra trong cái ồn ào này hổng rài. Ví dụ như mấy cái đứa mà nó nhân danh là ủng hộ cho bà Hằng hoặc là ủng hộ cho ông Tại đó, thì bên kia bắt đầu nó vu khống, nó chụp mũ bà Hằng là bị bắt thế này, bị bắt thế kia, bị khởi tố thế nọ, thậm chí là Đinh Lan còn cho bà Hằng hẳn 4 cái tội, ở tù 15 năm luôn. Đinh Lan là đúng cái kiểu là ăn theo nó leo á, chứ Đinh Lan biết cái gì về ông Tại. Tôi hỏi thiệt luôn, mọi người cứ qua mọi người bình luận, mọi người hỏi anh Lan có theo dõi sát vụ ông Tại không? Biết chết liền, không biết mà cứ ăn leo nó theo vậy đó. Thấy vớ được cái phao mà để tấn công mà Hằng làm tới luôn ha. Gán đi, gán viết tóc cộng đồng với lên clip nhiều nhiều đi mấy đứa. Mai mốt mà cơ quan chức năng người ta chỉ cần trả lời cái clip của bà Hằng hôm trước bà trình báo á, bà gửi lên cơ quan chức năng để xem xét đó, là clip thật không phải là clip dàn dựng, thì mấy đứa no luôn nha. Đừng có ham, lên clip cho nhiều, mai mốt xó mỏi tay, để y chang đi, mai mốt bà Hằng bà lập vi bằng cho đỡ cực bà ha. Và mọi người cũng nên tỉnh táo với những cái thông tin mà từ cái phía mà nó nhân danh ủng hộ bà Hằng luôn, bảo vệ bà Hằng luôn, chứ không phải là những cái đứa bên kia không. Những cái đứa mà nó nhân danh ủng hộ bà Hằng cũng chưa chắc gì ủng hộ thiệt đâu. Đã nói là nó xách động kích động mà sao nó ủng hộ thiệt. Thì đó là những cái thông tin nó đưa ra, nếu mà nhìn vào một cách bình thường không sâu á, không phân tích rõ á, thì mọi người nghĩ đó là chắc những cái thông tin có lợi bà Hằng, nhưng mà đó với em không có lợi miếng nào chứ. Nó có hại, thậm chí là có hại luôn chứ có lợi gì. Thậm chí là có hại luôn cho những cái người ủng hộ bà Hằng mà không có tìm hiểu kỹ đi chia sẻ là những thông tin đó đó. Tự nhiên cái đi bị mời lên uống trà xong rồi đóng phạt 7 triệu rưỡi lẳng nhách không nha. Thì hôm nay có một vài cô chú anh chị khán giả kênh em có gửi một cái tin mà khi đọc vào mình cũng bị chấn động luôn á mọi người, là cái giấy quyết định truy nã cái bà mà Vịt Tăng đó. Nhưng mà khi em tìm hiểu lại thì có nhiều cái nó rất là bất thường nha mọi người, nó có nhiều cái rất là bất thường. Ví dụ như nè, em nhắc lại là mọi người cẩn thận khi mà chia sẻ những cái thông tin tràn trôi nổi trên mạng nha, đặc biệt là trên TikTok đó, cứ ôm vào báo chính thống đọc mọi người ơi. Báo chính thống không đăng thì mọi người đừng có quan tâm tới cái tụi kia nó đăng tin gì. Đầu tiên là trong cái giấy quyết định truy nã này mà nó trôi nổi trên TikTok mà em thấy nó bất thường, chắc lẽ là mọi người cũng đã có xem rồi. Thì mọi người nhìn ở phía bên góc phải của cái tờ giấy đi, nó để là mẫu số 98 BH theo TT số 119 trên 2021, có nghĩa là ban hành theo cái thứ tự số 119/2021 là năm 2021 nha. Nhưng mà cái quyết định truy nã nó lại là 24/10/2024. Mọi người thấy nó chất quá không? Rồi thêm cái này nữa nè. Cái này là em tìm hiểu từ các anh chị mà có am hiểu pháp luật, ta nói á, nếu mà bà này bà thật sự bị triệu tập lên mà có dấu hiệu mà nó như vậy đó, có nghĩa là nghiêm trọng rồi, là người ta giữ bà lại luôn, chứ ai cho bà về đâu mà bây giờ mới có quyết định truy nã. Và thí dụ như chưa có mời bà lên, có nghĩa là chưa làm việc được với bà, thì làm sao biết bà có tội hay không. Thì nếu mà có tìm bà đó, người ta sẽ viết cái quyết định là truy tìm, giống như là Diễm My, truy tìm Diễm My nè, truy tìm cái nhỏ gì mà con cũng thèm nội bên bển luôn hẳn, truy tìm nhỏ gì tên quên tên ta, tự nhiên quên ngang đó. Thì người ta truy tìm chứ không phải là truy nã, cho nên là có rất là nhiều cái bất thường ở trong đây. Vì vậy em cảnh báo với mọi người đừng nên chia sẻ những cái thông tin này nữa. Mọi người chia sẻ thông tin này, mọi người tưởng đâu là cái điều tốt cho cô Hằng, rồi mọi người chia sẻ đó là mọi người ăn 7 triệu rưỡi oan ức lắm đó. Em nói đó, em cảnh báo mọi người đó. Từ hồi chiều, hồi sớm tới giờ có vài vị khán giả cứ bảo em là lên chia sẻ tin này đi. Ông cố nội em cũng không dám chia sẻ nữa. Em lên em coi báo công an mà chưa đăng sao em dám chia sẻ.
Ví dụ như có đi chăng nữa, không cần báo chính thống đăng, chỉ cần là cái bản tin chính thống ở bên những cái trang tin chính chính thức của Bình Dương hay là Bình Phước gì đó, những cái nơi cái chỗ bà này cư ngụ nè, thì người ta đã đăng rồi. Cái chuyện nghiêm trọng truy nã gì mà không lẽ người ta không đăng sao? Mà em lên em thấy có ai đăng gì đâu, thì em suy nghĩ lại á, trong đây cũng có nhiều cái bất thường. Cho nên em lên em làm cái clip này để em cảnh báo mọi người đừng có chia sẻ nữa. Trời ơi, không có tốt đâu. Chia sẻ xong mai mốt bị mời lên uống trà nóng, rồi cái mắt 7,5 triệu lẳng nhách, nó oan ức lắm mọi người ơi nha. Đó, thì chỉ chia sẻ với mọi người vậy thôi, chứ tràn lan, em thấy tràn lan trên mạng rồi. Em nói á, cả hai bên luôn, nó nhân danh là ủng hộ cho người này, ủng hộ người kia, bảo vệ người này, bảo vệ người kia, chứ có phải có đâu. Trong đó có rất là nhiều đối tượng nó len lỏi, nó trà trộn vô, nó kích động, nó xách động để cho hai bên chửi nhau cho đã đi. Thì đó là cái âm mưu của nó trong đó là cái gì, thì đằng sau đó rất là nguy hiểm, khó có thể lường trước được. Nó chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, rồi đâu đó là xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo. Và xung đột tôn giáo thì mọi người thấy rất là rõ từ cái lúc mà giải tán cái đoàn Minh Tuệ rồi. Và báo đăng rất là nhiều nha, chứ phải không có, mà không biết là mọi người có rảnh lên mọi người đọc không. Báo ngành đăng rất là nhiều, giống như là sau cái ngày mà cô Hằng phát ngôn về có tên ông Thích Minh Tuệ đó, thì bữa sau là báo Đà Nẵng lên hai bài liên tục luôn, có cái tiêu đề là nhận diện âm mưu lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ, và một bài có cái tiêu đề là đằng sau hiện tượng Thích Minh Tuệ. Rồi sau đó là tới bài báo của công an Thanh Hóa, báo công an Bình Phước, báo công an Gia Lai lên liên tục luôn. Rồi sau cái ngày thoát xô cô Hằng 20 tháng 10 thì 21 tháng 10 lúc 9 giờ 56 phút báo tạp chí Cộng sản cũng lên một cái bài viết với cái tiêu đề là nhận diện và phản bác lại luận điệu xuyên tạc chống phá chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam qua một số hiện tượng mạng liên quan đến tôn giáo. Và trong bài viết này người ta viết rất là sâu sắc xoay quanh cái hiện tượng Thích Minh Tuệ, mà cái tội âm mưu thế lực thù địch nó đã dựng nó lên giống như là một cái hình mẫu của một người tu chuẩn mực đúng chánh pháp, để nó định hướng cho mọi người nghĩ sai về những nhà sư tu ở trong chùa đó. Nó làm cho xào xáo những cái tôn giáo với nhau, chia rẽ tôn giáo với nhau, xuyên tạc về chính sách tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng tôn giáo nhất quán của nhà nước Việt Nam. Nó chỉ vậy thôi đó. Cho nên là mọi người phải cẩn thận và tỉnh táo trong những cái lời xách động kích động đó. Ai cũng được quyền tín ngưỡng tôn giáo, ai cũng được quyền tự do tôn giáo, ai cũng được quyền tôn sùng và thần tượng một ai đó mà mình thích, nhưng phải có chừng mực và đúng với khuôn khổ của pháp luật, chứ không phải là muốn làm gì làm chỉ vậy thôi đó. Ok, chỉ chia sẻ với mọi người, đặc biệt là cảnh báo mọi người mà chia sẻ những cái thông tin mà trôi nổi trên TikTok á, trôi nổi trên các trang tin đó. Ví dụ như hổm rày mấy cái bên TikTok nó cũng đưa tin là bà Hằng bị tạm giam, tạm giữ rồi cấm xuất khẩu cấm xuất cảnh gì đó, rồi bà Hằng mời lên triệu tập lên rồi bị giữ là chưa cho về đó, cũng tài le học ve chứ nó chứ phải không có đâu. Nhưng mà có bao giờ em quan tâm tới mấy tin đó? Nó vừa nói xong bà Hằng bà xuất hiện ở ngoài trung tâm thương mại đi mua sắm. Trời ơi trời, mắc cỡ không mấy cha hả? Mấy cha vừa nói bà Hằng bị tạm giam tạm giữ gì rồi xong bà Hằng bà xuất hiện đi mua sắm là sao, kỳ vậy? Cho nên là thôi, từ đây về sau anh chị em cô chú đừng có hỏi em là tin ở đó đúng không, tin kia đúng không, không có đâu. Lên cứ ôm sát theo báo cho em, báo không đăng thì không có, còn báo có đăng mới là có rồi. Đó, chỉ vậy thôi, chia sẻ với mọi người vậy thôi. Với lại em nhắc lại là ai rảnh cứ lên trên tạp chí Cộng sản mọi người tìm xem cái tiêu đề của cái bài viết này đây nha. Bài viết này thì của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang viết, là Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đó. Thì mọi người cũng đủ hiểu được cái giá trị của cái bài viết này nó như thế nào rồi, cái sự uy tín của bài viết này như thế nào. Của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang là Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền viết nha, được phát hành vào ngày 21 tháng 10 2024, có tiêu đề là nhận diện và phản bác luận điệu xuyên tạc chống phá chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam do một số hiện tượng mạng liên quan đến tôn giáo. Và trong đây người ta viết cũng xoay quanh về cái chủ đề của hiện tượng Thích Minh Tuệ thôi, giống như những cái bài báo trước đó viết, nhưng mà người ta viết sâu sắc hơn, viết những cái âm mưu của nó, cái chiêu trò của nó thôi. Rồi ok, chia sẻ với mọi người vậy để mọi người cẩn thận hơn trong những cái lời kích động của cả bên đây bên kia luôn. Đừng có nghĩ là nó lên nó khen, nó ủng hộ, nó nhân danh là nó bảo vệ là nó thật đâu, không có đâu, giả bộ thôi, rồi để cho mọi người mặc sức chửi nhau. Em biết là trong những cái đứa mà chửi bà Hằng một cách cay độc và thậm tệ đó, là những cái lời, trong đó có những cái lời của những cái đứa mà kích động nữa. Chứ nếu mà em nghĩ đó, một người mà con của nhà Phật đó, thật sự là người ta tu thật đó,
người ta cái tâm ta là tâm thiện đó, không có ai mở miệng cho chửi cả đó chứ. Nếu mà thật sự một cái người mà ngưỡng mộ sùng bái ông Minh Tuệ thiệt, mà có tâm thiện thiệt đó, thì người ta sẽ nói rất là nhẹ nhàng, khiêm tốn, chứ không phải là lên người ta chửi đầu, chửi cha mắng mẹ kiểu như vậy ha. Nó chửi mà muốn leo lên bàn thờ chửi xuống luôn. Cái trời, tôi đọc nhiều cái bình luận tôi không tưởng tượng được. Thì đó, ok, chia sẻ với mọi người thôi. Cảm ơn mọi người xem clip này. Bye bye.